南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。各位法师，各位莲友，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。请放掌。昨天下午，我们主要是探讨净土宗的根源。净土宗的根源来自于阿弥陀佛的愿心。Ngày hôm qua thì chúng ta học căn nguyên của tâm tịnh độ, và căn nguyên của tâm tịnh độ đến từ tâm nguyện của Đức Phật A Di Đà. A Di Đà 的愿心最初是流露在《无量寿经》的赞叹经。Và tâm nguyện của Đức Phật A-di-đà thể hiện ở trong cờ tán Phật, nằm trong kinh Vô Lượng Thọ. A-mi-tho-phổ yên đi và trong Phụ Sa ở sự hồ đối với sự tự tại vãn thổ trạng thăng trong sự trạng thăng trong trong thực sự一方面是感佛恩，赞叹佛德，但最主要的是流露他的愿心。Bồ Tát Pháp Tạng khi còn tu ở Đức Phật A Di Đà, khi nhân địa ngài là Bồ Tát Pháp Tạng, ngài tu nhân địa ngày 8 tháng Đức Phật Thế Tự Tại Vương, thì trong cái sự 8 tháng đó nó thể hiện cái tấm lòng, cái sự cảm ơn của ngài đối với Đức Phật Thế Tự Tại Vương, nhưng mà nó cũng thể hiện cái tâm độ, cái tâm nguyện cứu độ chúng sanh của Bồ Tát Pháp Tạng. A Di Đà của nguyện xin, đương nhiên, cùng với chúng ta phàm phu của nguyện xin 是完全不一样的，甚至是菩萨们乃至十方诸佛们所不能相比的愿心。Và tâm nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng so với tâm nguyện của hàng phàm phu thì hàng phàm phu không bằng, và ngay cả chư Bồ Tát, chư Phật, tâm nguyện của các vị cũng không bằng cái tâm nguyện lớn lao của Bồ Tát Pháp Tạng. Nguyện xin, nguyện, 就是宏广的大愿，心是无尽的悲心。Và cái tâm nguyện này, nguyện ở đây là cái nguyện độ vô tận chúng sanh, và cái tâm này nó cũng rộng lớn vô cùng.由于观察到六道的善恶凡夫虽然有佛性都可以成佛，可是因为贪嗔痴炽盛，习气浓厚，业障
深重，导致佛像不能开显，而且无尽的在六道受这个虚假的苦乐的轮回，因此起了无穷尽的悲心，势必要救度这样的众生，因此所发的愿是为了救度十方众生，而是宏广的，也是无边无尽无穷的大愿。Bởi vì chúng sanh phàm phu vốn dĩ là có tâm thành Phật, nhưng tâm thành Phật này bởi vì bị tham sân si tập khí nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp che lấp, cho nên tâm Phật này không thể khai mở. Và lại nữa, cái chúng sanh ở trong lục đạo luân hồi chịu khổ vô tận vô biên, vì vậy cho nên Bồ Tát Phát Tạng mới khởi cái tâm đại bi cứu độ, cái bi nguyện vô cùng vô tận này phát nguyện cứu độ hết tất cả chúng sanh. A Di Đà Phật, cái nguyện xin, nguyện cái đi lượng, năng có cứu độ, mười phương chư Phật, không năng cứu độ cả chúng sanh. Tâm nguyện của Đức Phật A Di Đà có cái lực lượng là rất là mạnh, có thể cứu độ tất cả chúng sanh mà chư Phật không thể cứu được. Cái trọng nguyện xin là cao nguyện mười phương chư Phật. Và loại tâm nguyện này là vượt qua tâm nguyện của chư Phật mười phương. Trong Vô Lượng Thọ Kinh, có nói: "Cao phá vô thượng xuất sinh chi nguyện." Lại nói: "Tôi kiến cao sự nguyện, đi chư vô thượng đạo." Và trong Kinh Vô Lượng Thọ nói rằng ngài lập cái nguyện là siêu thế cứu độ tất cả chúng sanh. Lượng Thọ Kinh 一开始介绍晚上的菩萨的时候，就说高才永哲，与世超逸。Và trong Kinh Vô Lượng Thọ khi giới thiệu Bồ Tát Pháp Tạng thì Đức Phật tán thán rằng cái nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng là vĩ đại và cao lớn vô tận. Zài zài xiển sư zài A Di Đà Phật da nguyện đi, A Di Đà Phật da nguyện xin, 也就是慈悲跟智慧，是超越世间，也超越出世间的诸佛与菩萨的。Và nó luôn thể hiện cái tâm nguyện từ bi của Đức Phật là vượt qua tâm nguyện của chư Phật, tâm nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng vượt qua tâm nguyện của chư Phật, từ bi vô lượng vô biên. Thánh Luân Đa Sư tại Vãng Sinh Luận Tự, 一开始就为净土宗的殊胜下了一个定义。Ngài Đàm Loan trong Vãng Sinh Luận Chú, ngài đã đặt định một cái định nghĩa quan trọng đối với tông tịnh độ. 下什么定义呢？台南大师说，
上演是极致，不退是疯狂。Ngài nói rằng cái tâm nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng là cái đỉnh núi cao nhất trong Phật Pháp, là cái con thuyền đại nguyện vĩ đại. Sang yến chính là đạo sinh, Phật giáo có Nam truyền, Bắc truyền, Trung truyền, có tiểu sinh, có đại sinh, có hiển giáo, có命教，而净土宗是大圣之中的登峰造极，所以说上也是极致。và Bồ Tát Đàm Loan nói đoạn này có nghĩa là thượng diễn chi chí cực, và thượng diễn chi chí cực này nói lên cái tinh thần của Đại Thừa, mà Pháp Môn Tịnh Độ là cái sự tối thánh vi diệu trong tinh thần Đại Thừa ấy. 意思就是说，净土宗论他的教理也好，境界也好，可说是大圣之中的大圣，是最高的、最顶端的。Pháp môn Tịnh Độ là pháp môn cao nhất trong Đại Thừa, là cái tinh trong Đại Thừa, cái tinh thần của lời nói của Đại sư Đàm Loan thể hiện ở chỗ này. Ở trong phương pháp sang, 又是最简单的、最容易的、最快速的，所以说退之。Và về mặt phương pháp thì đơn giản, dễ và nhanh chóng. Thì 就是方法简单、容易、快速. Cũng chính là nói phương pháp đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng đạt được.所以说不退之风行，也就是说我们这个法门能够很快速的到达不退转的机会。Nói đến con thuyền bất thối, đó là con thuyền nhanh chóng đạt được mục đích, vượt qua mọi cái cản trở.谭伦大师这两句法语的赞叹，可说是对净土宗无比的赞叹。và hai cái câu khen ngợi này của Bồ Tát, của Đại sư Đàm Loan đối với tông Tịnh Độ là cái sự tán thán tột bậc đối với pháp môn Tịnh Độ.这个赞叹显示净土宗在教理上是圆满圆顿的教理，在方法上是最简最速的方法。Và cái sự khen ngợi của Bồ Tát Đàm Loan nó thể hiện ở chỗ, đó là cái sự viên mãn, viên đốn của Pháp Môn Tịnh Độ và mặt phương pháp là dễ dàng và đơn giản. Chứ sở dĩ mình có đạo đả giang cả đi bộ chương trình đô lại tự ý A Di Đà Phật đà nguyện xin.Và những cái gì mà không đạt được, mà có thể đạt được trong pháp môn Tịnh Độ thì đều đến từ cái tâm nguyện của Đức Phật A Di Đà. Ở A Di Đà Phật cái nguyện xin là tại Vô Lậu Trại Vô Lượng Thọ Kinh cái Trạng Phật Kinh
mà tâm nguyện Đức Phật A Di Đà là được thể hiện ở trong cờ tán Phật của kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta là trực tiếp từ A Di Đà Phật, cơ bản nhất, 最初始的愿心来了解整个净土法门的根源跟它的本质与精神。Và từ cái tâm nguyện của Phật A Di Đà mà ta trực tiếp căn bản và sơ kỳ nhất hiểu được cái bản chất và cái tinh thần của pháp môn tịnh độ. Từ A Di Đà Phật từ căn bản của nguyện xin, để hiểu biết tịnh độ pháp môn thì sẽ có được một cái thuần túy, một cái thuần chân của tịnh độ pháp môn. Và từ cái căn bản trong tâm nguyện của Đức Phật A Di Đà mà chúng ta hiểu được pháp môn tịnh độ, đây là cái sự hiểu về thuần túy pháp môn tịnh độ, căn bản thuần túy và chuyên nhất. Vì vậy, hãy mới có gia sản chủ sư, chí ta cơ vị chủ sư cái trọng trọng chủ trì, 所以是最根本、最纯粹的。Bởi vì nó không chưa kinh qua cái sự giải thích của các vị tổ sư cho nên nó mang tính căn bản và thuần túy nhất. 当然，所谓佛法无人说，虽智不能解，即使有经典、有经文。可作为教理的依据，但是如果我们根本都看不懂，或者是各个以自己的解释，那这样呢也是不可以的。Bởi vì đương nhiên là nếu mà không có người nói thì chúng ta biết nhưng mà không thể hiểu được. Chúng ta y cứ vào kinh văn nhưng mà nó không có cái gì căn bản để dựa vào, không có cái người diễn giải thì chúng ta cũng không thể nào hiểu được giáo lý. Nếu như thế thì chúng ta phải thông qua giải thích của tổ sư hoặc là những người giải thích của tổ sư善知识的讲解，才能够得到比较正确的内涵。Vì vậy mà chúng ta cần phải dựa vào sự giải thích của tổ sư, của bậc thiền tri thức, như vậy thì ta mới hiểu chính xác được cái giáo nghĩa căn bản. 不过，如果就赞佛记本身的文字来看呢，也不难能够了解它的道理。Có điều nếu chúng ta dựa vào cái văn tự của kệ tán Phật trong kinh Vô Lượng Thọ thì chúng ta cũng không khó để mà hiểu được cái ý nghĩa của bài kệ này. Để do ý Vô Lượng Thọ Kinh流传下来的有五本的不同的翻译，我们如果能够假借其他不同的翻译做彼此的解释对照，那就能够更加的清楚明白经文的道理。Và nếu chúng ta dựa vào kinh Vô Lượng Thọ có các bản dịch gồm 5 bản dịch thì
các cái hội bản này chúng ta so sánh đối chiếu với nhau thì chúng ta càng hiểu nghĩa của kinh văn. Trong của mình sổ trong của một phần trang phủ chi để hình dung là liên quan 三部的同等意义，作为互相的解释。giống như cờ tán Phật mà chúng ta đang có thì cũng dẫn dùng kinh văn từ ba bộ kinh dị bản khác để giải thích rõ hơn về cái nghĩa của cờ tán Phật trong kinh Vô Lượng Thọ. 那三部呢，也就是汉朝时代所翻译的《平等觉经》，以及唐朝所翻译的《大宝积经》《无量寿如来会》，以及宋朝所翻译的《大圣无量寿庄严经》。đó là ba bộ kinh là kinh Bình Đẳng Giác, hội Như Lai trong kinh Đại Bảo Tích và kinh Thanh Tịnh Trang Nghiêm Bình Đẳng Giác. Đây là ba bộ kinh mà chúng ta y cứ. 这可说是以经解经，以同本意义的经文做彼此的对照、比较、解释。Đây chính là dùng kinh giải thích kinh, dùng các bản các dị bản để mà giải thích so sánh đối chiếu lẫn nhau để hiểu về cái nghĩa của kinh văn. Ví dụ như, tại Trang Phổ Chi đang trong, Hòa Trang Bồ Tát, một khai sử, sở lưu lộ ra, ta đề nguyện xin, 就说他一方面要成为像释迦在王佛那样崇高伟大的佛，同时呢，也要过度生死，弥补解脱。这两句，也就是上求菩提，下化众生的一种菩提心。Và giống như tâm nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng là được thể hiện trong cái cờ tán Phật ngày 8 tháng Đức Thế Tự Tại Vương Phật, cái thân tướng trang nghiêm, và ngài cũng muốn như Đức Thế Tự Tại Vương Phật là cứu độ tất cả chúng sanh trong dòng sanh tử, không có ai mà không được giải thoát. Nó thể hiện cái tâm Bồ Đề trên cầu Phật Đạo dưới hóa độ chúng sanh của Bồ Tát Pháp Tạng, tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Sanh chủ Phú Thí, Thá đơ mục đi, Sư vây là xa hoa chúng sanh. Và mục đích của trên cầu Bồ Đề là để hóa độ các chúng sanh bên dưới. Sanh chủ Phú Thí 是属于自利，下化众生是属于利他。自利的本身不是着眼在于为了自己，而完全是着眼在为了众生利益救度。Và trên cầu Bồ Đề, đây là thể hiện cái sự tu hành tự lực. Và dưới hóa độ chúng sanh, nó thể hiện cái sự lợi tha của Bồ Tát Pháp Tạng. Mà tự lực trên cầu Bồ Đề đây không phải vì mình mà nhắm vào cái chỗ để cứu độ chúng sanh. Ở đây sở 说的过度生死弥补解脱，如果单单从文字面
来看的话，还看不出是为了救度十方众生，看不出这样的内涵。Nếu chúng ta chỉ căn cứ vào kinh văn là quá độ sanh tử, quy bắp giải thoát, nghĩa là độ thoát sanh tử, không có gì mà không giải thoát được, không có chúng sanh nào mà không giải thoát được, thì chúng ta cũng chưa hiểu được cái tâm nguyện cứu độ chúng sanh, cái nội hàm sâu xa của kinh văn này. Chúng muốn tự nhiên lại khan似乎是还是法藏菩萨自力的本身，也就是说还是他要度脱他的生死轮回，名不解脱，因为生死有两种生死，所谓分段生死跟变异生死，解脱了分段生死之后，也解脱了变异生死，所以说迷不解脱。Trong kinh văn này thể hiện đó là quá độ sanh tử phi bất giải thoát, nghĩa là chúng ta chỉ hiểu rằng Bồ Tát Pháp Tạng chỉ tu tự lực và vượt qua cái sanh tử luân hồi, đó là phân đoạn sanh tử và vượt qua các cái giai vị tu hành trong các địa, đây gọi là biến dị sanh tử, thì chúng ta chỉ dừng lại hiểu ở chỗ đó thôi. 这两句过度生死迷不解脱到底是法藏菩萨的自利呢还是利他呢？如果引用同本意义的如来会以及庄严经来看的话，就晓得完全是利他，同时充满了无限的悲心与愿力。và nếu chúng ta chỉ y cứ vào hai cái câu đó là quá độ sanh tử phi bất giải thoát trong bản kinh tiếng Việt mình là ở trang 2, ở chỗ là vượt qua sanh tử đều được giải thoát, thì chúng ta còn phân vân chưa hiểu rằng Bồ Tát tu như vậy là cuối cùng là tự lực, tự lợi hay là lợi tha. Và chúng ta tham khảo tiếp cái kinh văn trong các cái bản dịch khác, là trong Như Lai Hội dịch là có thể cứu tất cả thế gian các khổ não sinh già bệnh chết, vân vân, và bên dưới nữa là trong các kinh khác ở đoạn dưới, thì chúng ta hiểu rằng đây chính là cái tâm lợi tha của Bồ Tát Pháp Tạng, thể hiện cái tâm từ bi vô cùng vô tận của Ngài đối với chúng sanh. Đây sở số de guo du zhe liang ge zi zai Như Lai Hội jiu shuo neng jiu,也就是说，所谓过度，过就是越过生死轮回，度就是救度。法藏菩萨的成佛是能够救度十方众生脱离两种生死轮回的。Và quá độ ở đây có nghĩa là vượt qua sanh tử luân hồi. Quá độ này nó còn thể hiện cái nghĩa là nâng cứu. Quá độ nó có nghĩa là cứu độ mười phương chúng sanh vượt qua hai loại sanh tử, đó là biến dị phân đoạn sanh tử và biến dị sanh tử. Quá độ 就是救度，quá độ chính là cứu độ. Sinh tử, quá độ sinh tử của sinh tử là Như Lai Hội nói rằng tất cả chư thế gian sinh lão bệnh tử, chúng khổ não. Sanh
sanh tử ở đây có nghĩa là tất cả các cái sanh già bệnh chết khổ não ngày đều cứu độ hết. 过度生死离不解脱，也就是能够救度十方一切诸世间的一切众生的生老病死的所有的苦恼，通通能够为他解决，救度他。và quá độ sinh tử phi bất giải thoát, vượt qua sinh tử đều được giải thoát, có nghĩa là có thể cứu tất cả chúng sanh ở thế gian, tất cả các cái khổ não của chúng sanh về sanh lão bệnh tử ngài đều cứu độ hết. 这一句，愿我作佛其圣法王，过度生死离不解脱，在庄严经。就翻译说，会比群生大导师度脱老死令安稳。và trong kinh Trang Nghiêm có dịch rằng là bởi làm cái bậc đạo sư dìu dắt chúng sanh và độ thoát sanh tử làm cho họ được an ổn。这一句愿我作佛其圣法王，就是会比群生大导师，也就是说阿弥陀佛啊，法藏菩萨发愿要成为至高无上的佛，他的目的是为了做我们所有苦恼众生的大导师，大导师就是引导我们离开轮回，引导我们往生极乐，引导我们快速成佛。và nguyện tôi thành Phật là trở thành đấng pháp vương ở trong câu này có nghĩa là ngài muốn thành Phật, ngài muốn làm cái bậc đạo sư dẫn dắt chúng sanh vượt qua sinh lão bệnh tử, các khổ não đỡ giúp chúng sanh vãng sanh thành Phật. Ý của câu này là như vậy. 过度生死离不解脱，在庄严经翻译说，度脱老死令安稳，老死。就是生死的意思，也就是庄如来会所讲的生老病死。那为什么不说生死，说老死呢？我想，因为上一句有未比群生这个生，所以下一句就把生略掉，用老死来涵盖生老病死，所以这里的老死也就是过度生死的生死轮回。那么令安稳就是离不解脱，为什么真正的安稳就是成佛，成佛的话所有的苦恼所有的轮回就完全解脱了。và cái câu mà quá độ sanh tử phi bất giải thoát, vượt qua sanh tử đều được giải thoát này, cái bản dịch khác ở trong kinh Trang Nghiêm nói rằng độ thoát lão tử khiến cho được an ổn, thì cái câu kinh này nó hai câu kinh này nó có ý nghĩa tương đồng với nhau. Trong đó cái chữ lão tử thì nó có mang cái nghĩa là sanh tử, mà tại sao nói sanh tử, nói lão tử mà không nói sanh tử? Bởi vì câu trên có nói là làm cái bậc đạo sư dẫn dắt quần sanh
thì cái chữ sanh này nó mang cái nghĩa là sanh rồi, cho nên ở dưới không nói nữa. Nó là như vậy. Tại chỗ này, 我们不用，还不需用到其他的祖师大德的批注，完全以佛所说的话来解释佛在经典所讲的法语，这是最纯正的，同时也是最能够明了的，可说让我们一目了然。và chính chỗ này chúng ta thấy được rằng nếu mà chúng ta không có dựa vào sự giải thích của tổ sư thì ngay đoạn này chúng ta vẫn hiểu được, dựa vào lời của Phật nói mà hiểu được lời của Phật, ý của Phật, ý của kinh văn, thì đây là cái sự hiểu thuần túy nhất, căn bản nhất. Y kinh, chỉ kinh, 不但能够了解经义，而且也比较正确。Lấy kinh giải thích kinh.Không những là hiểu được kinh mà chúng ta còn hiểu chính xác. 这句经文内容是什么呢？看不太清楚。可是如果有其他相同的经文可以对照，那是最好不过的。Chúng ta đọc một đoạn kinh mà chúng ta không hiểu ý nghĩa, chúng ta thắc mắc nghĩa này là gì, thì chúng ta lấy những cái bản kinh tương đồng với, có cái đoạn kinh văn tương đồng đó, chúng ta so sánh đối chiếu thì chúng ta sẽ hiểu được cái kinh văn mà chúng ta thắc mắc đó. Hồ sang trên phòng trên Thá chỉ có một trận tâm quang, cảm thấy không đủ bình lạc.如果再有其他的灯光可以开，那把其他的灯光，甚至所有的灯光，通通打开的话，那就更加的明亮，明亮，能够看清楚整个房间的景物。giống như trong một căn phòng, nếu chúng ta chỉ bật một bóng đèn thì ánh sáng của đèn nó chiếu thì nó không đủ sáng.Nhưng mà nếu chúng ta cùng lúc bật các bóng đèn khác cùng sáng thì chúng ta thấy đèn ánh sáng rực rỡ và chiếu khắp cả gian phòng. Chúng ta hoàng phú, không có trí huệ, kinh văn, không có thể đọc. Nà, xin hào, từ Vô Lượng Sâu Kinh nói rằng, có hào chỉ bộ thống bản ý ý, đồng thời,其他同本意义的文字可说很浅显，那么互相对照呢就一目了然，清清楚楚，明明白白，没有模棱两可或其他偏差矛盾的感觉与解释。Và phàm phu chúng ta không hiểu được kinh văn, nhưng mà chúng ta dựa vào các dị bản này, chúng ta so sánh với nhau thì chúng ta sẽ từ từ hiểu và hiểu rõ và thấy là cái nghĩa kinh văn lời Phật nói thông qua các dị bản này không có gì là mâu thuẫn hết. Vậy mà 这几句经文都是法藏菩萨最初始的愿心，也可说是净土中的根源。và thông qua cái bài kệ này, những cái câu đầu tiên này, chúng ta hiểu được
cái tâm nguyện của Bồ Tát Pháp Thản Thì còn Siêu Phát Tâm hiểu được cái tâm nguyện cứu độ chúng sanh của Ngài. Đây là sự nói về quá độ, là cứu độ, là độ thoát. Ở đây nói quá độ có nghĩa là vượt qua cứu độ, độ thoát. Phật giáo, sư phụ, 很少谈到救度这两个字以及救度的内涵，这是很可惜的。佛教很như hầu như rất ít nói đến hai chữ cứu độ và nội hàm của hai chữ cứu độ, thấy rằng như vậy thật là đáng tiếc. 因为对我们广大的芸芸众生十方的苦恼群众，如果佛教没有救度的话，那么我们跟佛教，佛教跟我们就成为绝缘体，根本都不能相应，不能让我们获益。众生苦恼。Mà nếu như Phật giáo không có đem cái pháp cứu độ đến thì giữa chúng sanh và Phật giáo và chúng sanh nó không có liên quan gì với nhau. Xin hảo Phật giáo có cứu độ được pháp này, 也就是净土宗，而且救度根本上来讲又是阿弥陀佛最初始的愿心，四十八愿也好，上下两卷无量寿经也好，乃至观经、阿弥陀经或其他两百多部所谈到的有关阿弥陀佛以及极乐世界，追根究源究本，都离不开阿弥陀佛的救度。và chúng ta biết được pháp môn cứu độ Phật giáo đó là pháp môn tịnh độ, tâm tịnh độ, chúng ta biết được rồi.Và chúng ta tiến một bước nữa là chúng ta biết được cái tâm nguyện của Phật đó là tâm nguyện thứ 18, hoặc là biết được kinh Vô Lượng Thọ, Quán Kinh, kinh A Di Đà, các kinh khác nó liên quan đến A Di Đà Phật và Cực Lạc Thế Giới. Tất cả những cái kinh này, những cái nguyện này nó không rời xa cái sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà đối với chúng sanh. Chủ tụ就能够让我们有盼望、有希望，因为救度所显示的是我们接受对方，我们接受对方，即使我们一无所有，也能够雍容华贵，因为是对方给我们，而我们没有怀疑，没有拒绝，没有排斥的，完全接受对方的好意，对方的救度。có được sự cứu độ thìCó được hy vọng, có được cái niềm tin. Và chúng ta tiếp nhận cái sự cứu độ này của đối phương thì chúng ta có tất cả, mà chúng ta không còn nghi ngờ bài xích, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào sự cứu độ này. Chẳng cứu độ, 我们就有希望. Chẳng修行, 我们就绝望了. Thank you.
Nếu nói cứu độ thì chúng ta có hy vọng, nhưng mà nói tu hành thì chúng ta tuyệt vọng. Có hy vọng được rằng, ta có nên xin sự an ủi đó, sự hoan xỉ đó, sự bàn chủ đó. Tuyệt vọng được rằng, ta có nên xin sự thông khổ đó, sự bố an đó, sự 永远缺乏不满足的。Người hy vọng là người cảm thấy được an ủi, hoan hỷ và mãn nguyện. Còn người tuyệt vọng là người thống khổ, bất an và không được mãn nguyện. 这几段经文对我们来讲是非常的重要。能够的话呢，就把它背下来。Những đoạn kinh văn này đối với chúng ta rất là quan trọng, nếu có thể chúng ta học thuộc. 我们难得有这个机会，所谓诸上善人聚会一处，因此。我们就一起来把这几段经文诵念一遍。chúng ta hiếm mà có cái cơ hội các vị thượng thượng nhân cùng nhau tụ vào một chỗ để học tập pháp môn, cho nên bây giờ chúng ta cùng nhau đọc kinh văn này một lần. Xin hỗ trợ cây chú của nhân. Xin mời chắp tay cùng tôi niệm.愿我做佛，愿我做佛。chúng ta đọc cái đoạn nguyện tôi thành Phật. 其圣法王，其圣法王。ngang bằng với Phật, ngang bằng với Phật. 过度生死，过度生死。vượt qua sanh tử, vượt qua sanh tử. 迷不解脱，迷不解脱，都được giải thoát，都được giải thoát，能救一切诸世间，能救一切诸世间，có thể cứu tất cả thế gian，có thể cứu tất cả thế gian，生老病死众苦恼，生老病死众苦恼，các khổ não sanh già bệnh chết。为彼群生大导师，为彼群生大导师。làm bậc đạo sư cho chúng sanh, làm bậc đạo sư cho chúng sanh. 度脱老死令安稳，度脱老死令安稳。vượt qua các khổ não được an ổn, vượt qua các khổ não được an ổn. Xin hoan trọng mời ở đây xuống. Tổng cộng 3 đoạn đà phá ngữ, 3 đoạn đà chiến quản. Tổng cộng có 3 có 3 đoạn kinh văn. Zhe 3 đoạn chiến quản 是释迦牟尼佛金口所亲说。Đây là ba đoạn kinh văn mà đích thân chính miệng Đức Phật A Di Đà nói, chính miệng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Nhưng ta là Hòa Thượng Bồ Tát 所讲，Hòa Thượng Bồ Tát 所吐露的愿心。Nhưng mà kỳ thực đây là chính là lời của Bồ Tát Pháp Tạng, là tâm nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng nói ra. 所以这三句经文是法藏菩萨的愿心愿力，也是
法藏菩萨对我们众生的呼唤，对我们众生的保证。đây là tâm nguyện nguyện lực của Bồ Tát Pháp Tạng đối với chúng sanh, đây là lời kêu gọi, là lời bảo chứng của Bồ Tát Pháp Tạng của Đức Phật A Di Đà bảo chứng cho chúng ta. Yêu chúng ta tiếp nhận Thầy được cứu độ, yêu chúng ta tin tưởng, không nghi ngờ Thầy được cứu độ. Cần chúng ta phải tiếp nhận sự cứu độ, cần phải tin tưởng và không được hoài nghi vào sự cứu độ này. 这三段经文并合在一起看，是不是很浅显，容易了解啊？ba đoạn kinh văn này nếu chúng ta đỡ cùng và cùng đọc thì có phải là chúng ta hiểu dễ dàng cái tâm nguyện cứu độ của Đức Phật A Di Đà có đúng không vậy? 是不是啊？đúng không?为什么要这样的强调呢？为什么要这样强调呢？一方面是为了显示净土法门是来自于阿弥陀佛的愿心愿力的救度。một mặt là tôi nhấn mạnh như vậy bởi vì để chúng ta hiểu được là cái sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà nó thể hiện từ cái tâm nguyện của ngài trong cái đoạn kinh văn này. Một phần là để chúng ta có thể hiểu được tin sâu A Di Đà của cứu độ. Và mặt khác giúp chúng ta tiếp nhận sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà.让我们了解阿弥陀佛跟我们，我们跟阿弥陀佛可以说是一对一的面对在一起，相处在一起，可说与佛同在，永不分离。Và chúng ta hiểu được rằng Đức Phật A Di Đà và chúng ta ngài đối diện với chúng ta và cùng ở với chúng ta, chúng ta và Đức Phật A Di Đà là cùng ở với nhau cùng thể. 一般的佛教徒对三宝、对佛，当然都是无比的崇敬。Thông thường Phật tử, tín đồ Phật giáo đối với đạo Phật, đối với Phật là khởi phát cái tín tâm rất là cung kính vô cùng. 不过呢，也由于内心无比的崇敬，无形中把佛就看得。高高在上，高不可攀，很遥远，远不可及。我们跟佛却是隔开了，不在一起的。và trong cái sự tôn kính đấy, vô tình mà chúng ta đem Phật đưa lên sùng bái thật là cao, thật xa.Và chúng ta không được tiếp cận được với Phật, Phật và chúng ta phân tách. Đương nhiên, Phật là tối cao, không phải phàm phu có thể lý giải, thậm chí Đại Thừa Bồ Tát và Diệu Chủ Bồ Tát khác nhau chỉ một bậc. Nhưng bậc này lại khác nhau trời đất.Và Phật đúng là bậc đáng tôn kính, phàm phu chúng ta không thể hiểu được, ngay cả Bồ Tát, các vị tu tập hơn chúng ta, nhưng mà cũng không thể hiểu được Phật.
不过在十方诸佛当中有一尊佛，他既崇高又是很亲切的与我同在，这一尊佛就是大慈大悲救苦救难的阿弥陀佛。Và có một Đức Phật, tuy Ngài rất là tôn kính, rất là cao vời, nhưng mà Ngài cũng rất là thân thiết gần gũi của chúng ta. Đó chính là Đức Phật A Di Đà. Làm sao có thể có tâm tin như và cảm xúc này? Vì chúng ta có thể tìm kiếm cơn nguyện弥陀的因地，法藏菩萨的愿心来探讨，来了解。làm sao mà chúng ta biết được, cảm nhận được điều đó? Bởi vì chúng ta căn cứ vào cái tâm nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng, của Đức Phật A Di Đà khi còn là Bồ Tát Pháp Tạng tu nhân địa, thể hiện trong bài kệ trong kinh Vô Lượng Thọ.阿弥陀的愿心，他是以佛的生命作为代价，不完成这个愿，他是不成佛的。Và Bồ Tát Pháp Tạng dùng cái nguyện lực của mình, dùng cái sự phát nguyện của mình và sự đánh đổi, nghĩa là cái thể. Và nếu như những cái điều mà Ngài làm không được, Ngài thề Ngài không thành Phật. 所以阿弥陀佛因地发了这个愿，也起了这样的事。什么事呢？接下来就说无事得佛，破行此愿，一切恐惧为作大安。và Ngài có cái nguyện, có cái thể như vậy. Và tiếp theo Ngài nói rằng tôi thở thành Phật, cõi nước nếu tôi thành Phật và bổ khắp cái tâm nguyện này và tất cả các cái lo sợ là tôi làm được, tôi làm cho được an ổn. Nghĩa là trong cái phần căn ba đoạn cuối chúng ta đọc là ý tứ 就是说他势必成佛，势必满这个愿。假设这个愿不能达成圆满，他就永不成佛。所以有愿有事，就表示必定达成，必定圆满。Và bởi vì Ngài phát cái thệ nguyện như vậy, và Ngài thệ rằng nếu như mà tôi không làm được, tôi quyết không thành Phật, như vậy tôi phải nhất định tôi phải làm được, còn không mà tôi không làm được thì tôi không thành Phật. Hả? Phá gì nguyện?满什么事呢？这里所说的一切恐惧为作大安。Và Ngài phát cái thệ nguyện, Ngài làm cái điều gì cho chúng sanh đây? Đó là tất cả các cái sợ hãi của chúng sanh, Ngài làm cho được an. 我们众生的恐惧非常的多，这里并没有具体的说出到底有哪些恐惧，所以只要我们众生有任何大小的过去、现在、未来的心理上的、身体上的、环境上的，阿弥陀佛都要为我们排解，让我们安心
甚至呢是大安心、大满足，所以说一切恐惧会作大安。cái sự sợ hãi của chúng sanh là nhiều vô cùng vô tận, nó không có cụ thể, nó rất là nhiều và nó thể hiện ở trên thân thể, trên hoàn cảnh, trên môi trường sống tất cả. Nhưng mà có Phật A Di Đà, ngài đến ngài giải trừ, ngài làm an tâm. Vì vậy nên nói rằng tất cả sợ hãi làm cho được an. Nam mô A Di Đà Phật.Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.